Xin chào mọi người nhé. Hôm nay thì Vườn Lan Hà Nội sẽ giới thiệu cho mọi người một sản phẩm, đó là hồ điệp đại đang vòi hoa Tết nhé. Hồ điệp đại đang vòi hoa Tết. Và cái cây bán cho mọi người sẽ là cây như hình này nhé. Cây như hình, đó. Cây rất là to đẹp như này. Hàng này thì sẽ chuẩn Tết cho các bác luôn. Và nó sẽ cũng là đang có vòi hoa nhá, đang có nụ hoa rồi ạ. Giá bên em xuất ra là 80.000 đồng một cây. Và cây sẽ như livestream gửi cho các bác. Em ship từ 5 cây và giá của một đơn hàng thì ship là 50.000 đồng nhá. Thì ship cho em là 50.000 đồng một đơn. Em ship từ 5 cây, một đơn hàng 5 cây sẽ là tổng đơn hàng là 450.000. Ai mua hàng thì để lại số điện thoại cho em. Nhà em sẽ có 10 mặt hoa cho các bác lựa chọn. Đầu tiên là đỏ hồng chớp, sau đó đấy là hồng phấn, xong trắng nhị đỏ, hồng, xanh táo, vàng kẻ, vàng, trắng chấm, hồng chớp và hồng chấm nhá. Đấy, giá là 80.000 đồng một cây cho các bác lựa chọn. Đấy, cây rất là to đẹp như này. Và ship cho các bác từ 5 cây. Ship cho các bác từ 5 cây nhé cả nhà nhá. 5 cây và cây thì đang có những cái nụ nhỏ như này rồi. Cây đang nụ nhỏ như này rồi ạ. Đấy, giá là 80.000 đồng một cây. Đây là hoa đại cả nhà nhá. Hồ điệp nhà em là dòng hoa đại nhé cả nhà nhá. Và có 10 mặt hoa như trên hình em đang để cho các bác lựa chọn. Giá là 80.000 đồng một cây. Ai mua hàng thì chốt cho em số điện thoại kèm địa chỉ nhá. Ai mua hàng thì chốt cho em số điện thoại kèm địa chỉ này. Chào chị Mai Mai này. Chào anh Quỳnh Như nhá. Mọi người ai mà đang xem livestream thì chấm một chấm tương tác giúp em. Ai mà đang xem livestream thì chấm một chấm tương tác giúp em nhá. Và đặc biệt là trong livestream hôm nay, khi các bác chia sẻ livestream thì em sẽ tặng cho các bác một lọ dưỡng hoa. Đấy, một lọ dưỡng hoa này thì các bác tưới bón thì cây nó sẽ hoa lâu tàn hơn khoảng 1 tháng nhá. Bình thường hoa này nó 2 đến 3 tháng tàn thì bây giờ nó sẽ là từ 3 đến 4 tháng nó mới tàn nhá. Anh ơi lấy cho em một lọ dưỡng hoa. Chia sẻ livestream cho em thì em sẽ tặng một lọ dưỡng hoa nhá. Đấy, giá như cây như trên em cầm tay. Như trên em cầm tay là 80.000 đồng một cây. Và những cái dòng hoa đằng sau nhà em, cây đang hoa là 150.000 đến 180.000 một cây cả nhà nhá. Đấy, 150.000 đến 180.000 một cây. Ai mua hàng thì chốt cho em số điện thoại kèm địa chỉ nhá. Số điện thoại kèm địa chỉ này. Đây là cái lọ dưỡng hoa. Bên em đặc biệt dành tặng cho các anh chị nào mà chia sẻ livestream và đang xem livestream này. Đấy, ai đang xem livestream thì chia sẻ cho em một lần trên trang cá nhân, 2 đến 3 lần hội nhóm. Đấy. Cái này sẽ làm cho cánh hoa nó bền và nó cứng hơn và nó sẽ lâu tàn. Đấy. Chỉ livestream hôm nay thì các bác chia sẻ livestream nhá, sẽ được tặng một nọ hoa này khi mua một đơn hàng. Đấy. Em sẽ ship từ 5 cây. Phí ship là 50.000 một đơn nhá. Cây rất to đẹp như này cho các bác lựa chọn này. 80.000 đồng một cây. Cây đang có nụ hoa nhỏ rồi cả nhà nhá. Hàng này thì chơi chuẩn Tết luôn cho các bác. Còn hàng đằng sau của em thì là chơi Tết dương lịch nhá. Chơi Tết dương lịch cho em này. Đấy. Chơi Tết dương lịch này. 80.000 đồng một cây và một cây nó rất là to đẹp như này. Đấy, giá rất là rẻ. Các bác mua cây hoa kia giá ngoài thị trường sẽ bán cho các bác với giá là từ 200 đến 250. Thì hoa nhà em là bán cho các bác với giá 150 đến 180. Tùy màu hoa nhá. Còn đặc biệt là cái dòng hoa Tết này, những cái chậu hoa đang nụ hoa như này thì em sẽ bán cho các bác với giá 80.000 đồng một cây. 80.000 đồng một cây thôi ạ. Và đặc biệt là trong livestream hôm nay, ai chia sẻ livestream sẽ được tặng một lọ dưỡng hoa như này nhá. Ai chia sẻ livestream thì sẽ được tặng một nọ dưỡng hoa như này nhé cả nhà nhé. Đấy, 80.000 đồng một cây. 80.000 đồng một cây thôi ạ. Ai mua hàng thì để lại số điện thoại kèm địa chỉ giúp em là lên đơn thành công. Tại vì là nhà em ấy đang livestream trực tiếp nên là comment trôi liên tục, các chị hỏi là màu hoa bao nhiêu, giá ship bao nhiêu. Em vẫn chưa trả lời kịp thì em sẽ báo lại cho các bác là ship 50.000 một đơn, ship nhanh nhá. 2 đến 3 ngày nhận hàng giúp em này. Giá rất là rẻ, ship nhanh cho các bác. Và những cái chậu này nó rất là to, cồng kềnh và rất là nặng nên là em chỉ thu ship các bác 50.000 thôi. 50.000 thôi ạ. Đấy, ai mua hàng thì chốt cho em số điện thoại kèm địa chỉ nhá. Ai mua hàng thì chốt cho em số điện thoại kèm địa chỉ là lên đơn thành công cả nhà nhá. Số điện thoại kèm địa chỉ là lên đơn thành công này. Các bác chỉ cần để lại số điện thoại cho em thôi là lên đơn thành công nhá. Chào chị
Thảo Ngân này. Chào Thùy Lê Xuân này. Chào anh Đỗ Mạnh Hùng nhá. Chào mọi người nhá. Mọi người đang bắt đầu vào xem livestream thì em sẽ giới thiệu lại cái dòng hoa lan hồ điệp nhà em là hồ điệp hoa đại và giá là 80.000 đồng một cây. Em ship từ 5 cây cả nhà nhá, em ship từ 5 cây, phí ship là 50.000 đồng một đơn nhá. Tại vì dòng này nó rất là nặng nên là em không thể là bao ship cho các bác được. Em không thể bao ship được cho các bác nên là các bác để lại số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nhé. Để lại số điện thoại kèm địa chỉ cho em là lên đơn thành công này. Để lại số điện thoại kèm địa chỉ là lên đơn thành công. Ai mua hàng thì chốt số điện thoại kèm địa chỉ này. Chốt cho anh Đỗ Mạnh Hùng 5 cây nhá. Nội thất kim thúy 10 cây. Chị ship về Hồ Chí Minh thì bao giờ nhận được? Hồ Chí Minh 2 đến 3 ngày giúp em nhá. Hồ Chí Minh 2 đến 3 ngày ạ. Ai mua hàng thì chốt cho em số điện thoại là lên đơn thành công này. Nga Nga chị 7 cây này. Hoa tulip 5 cây này. Viện tóc tây 5 cây này. Cúc tái phạm anh lấy xỉ giá bao nhiêu? Xỉ mọi người inbox giúp em nhá. Xỉ inbox giúp em hoặc là để lại số điện thoại bên em sẽ gọi lại. Nguyễn Minh Sang 5 cây này. Nguyễn Thị Mùi 10 cây này. Phạm Hồng Chính 10 cây này. Diệu Huyền 5 cây này. Thu Trang 5 cây này, Loan Nguyễn 5 cây này. Đặng Trang Ánh chị ship về Sơn La bao nhiêu ngày nữa? Sơn La 1 ngày chị nhá, Sơn La 1 ngày giúp em ạ. Giá là 80.000 đồng một cây. Bình Nhung cho chị 20 cây, mỗi cây 2 mỗi màu 2 cây. Ok chị Bình Nhung nhá. Chốt cho em số điện thoại kèm địa chỉ là lên đơn thành công giúp em này. Các bác chỉ cần chốt cho em cú pháp số điện thoại kèm địa chỉ là lên đơn thành công. Nhận hàng thì các bác được kiểm tra hàng và kiểm tra hàng sau đó mới thanh toán giúp em nhé. Giá là 80.000 đồng một cây. Và cây đang nụ hoa nhỏ như này giúp em này. Cây đang nụ hoa nhỏ nhé. Ai mua hàng thì chốt cho em số điện thoại kèm địa chỉ nhé. Ai mua hàng thì chốt cho em số điện thoại kèm địa chỉ này. Và đặc biệt trong livestream hôm nay thì các bác chia sẻ livestream thì em sẽ tặng cho các bác một nọ dưỡng hoa làm cho hoa lâu tàn hơn 1 tháng đến 1 tháng rưỡi nhé. Đấy. Ai đang xem livestream thì chốt cho em số điện thoại kèm địa chỉ nhé. Số điện thoại kèm địa chỉ là lên đơn thành công này. Chào chị Kiều Loan nhá. Kiều Loan chị lấy 7 cây được không em? Ok chị Kiều Loan nhá, 7 cây được nhá. Văn Phạm anh lấy 5 cây đủ màu. Thảo Ngân chị lấy nhiều có bớt không em? Bao ship không? Chị ơi, 10 cây hay là 20 cây thì em cũng chỉ thu ship 50.000 thôi nhá. Giá là 80.000 đồng một cây và có 10 mặt hoa như trên phía sau em để đó là đỏ chớp này, hồng phấn, trắng nhị đỏ, hồng, xanh táo, vàng kẻ vàng, trắng chấm, hồng chớp, hồng loang và hồng chấm nhá, hồng chấm. Đấy, có 10 mặt hoa như trên màn hình em để. Và cây nó sẽ to đẹp như này nhé cả nhà nhé. Cây sẽ to đẹp như này cho em nhé. 80.000 đồng một cây. 80.000 đồng một cây và ship từ 5 cây. Ai mua hàng thì chốt cho lại cho em số điện thoại kèm địa chỉ nhé. Ai mua hàng thì chốt cho em lại số điện thoại kèm địa chỉ là lên đơn thành công. Nhiều khi là comment nó trôi ấy, em không thể đọc kịp để trả lời các bác. Thì các bác nào mà thấy em không trả lời các bác ấy, thì các bác để lại số điện thoại bên nhân viên bên em sẽ gọi điện tư vấn cho các bác nhé. Giá là 80.000 đồng một cây, giá rất là rẻ. Và đặc biệt trong livestream hôm nay thì khi các bác chia sẻ livestream, em sẽ bán cho các bác với giá 80.000 đồng và tặng thêm một nọ dưỡng hoa nhé. Ai chia sẻ livestream sẽ được tặng thêm một nọ dưỡng hoa làm cho hoa cứng hơn và lâu tàn hơn trong vòng từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi này. Đấy, từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi. Ai mua hàng thì chốt cho em số điện thoại kèm địa chỉ nhé. 80.000 đồng một cây hoa đại, có 10 mặt hoa: hồng chớp, hồng phấn, trắng nhị đỏ, hồng, vàng kẻ, vàng xanh táo này, vàng này, trắng chấm này, hồng loang và hồng chấm nhá. Đấy, có 10 mặt hoa như trên màn hình các bác đang nhìn thấy. Và cái dòng này thì bên em đảm bảo cho mọi người là duy nhất trên thị trường nhà em bán rẻ nhất với giá là 80.000 đồng. Bên nào mà bán rẻ hơn thì các bác cứ gọi điện cho bên em sẽ sẵn sàng tặng cho các bác một đơn luôn. Đấy, 80.000 đồng một cây nhá. 80.000 đồng một cây giúp em. 80.000 đồng một cây. Và đặc biệt trong livestream hôm nay thì sẽ bán cho các bác, sẽ tặng cho các bác cái nọ dưỡng hoa của Mỹ nhá. Dưỡng hoa làm cho hoa lâu tàn hơn của Mỹ với giá là 0 đồng. Các bác chia sẻ livestream sẽ được tặng một lọ dưỡng hoa như này nhá. Đấy, chia sẻ livestream sẽ được tặng một lọ dưỡng hoa như này. Giá là 80.000 đồng một cây và
khi mà các bác để lại số điện thoại thì là lên đơn thành công giúp em. Để lại số điện thoại là lên đơn thành công. Ai mua hàng thì chốt cho em số điện thoại Bùi Anh Đào 5 cây này, Thanh Đức 5 cây này, Như Nguyễn 3 cây. Chị ơi 3 cây em không ship đâu. Thiên Địa Song Hành 5 cây này. Đình Đức 5 cây này. Cao Tân Hoàng anh lấy 5 cây. Thái Võ 5 cây này. Yên Thủy chị lấy 10 cây. Các màu ok chị Yên Thủy nhá. Ngọc Tạ 5 cây này. Định gồm anh lấy nhiều có số, có giảm giá không? Anh ơi nhiều là bao nhiêu cây? Anh chỉ cần để lại số điện thoại ở bên em, sẽ có nhân viên tư vấn cho anh nhá. Đấy, để lại số điện thoại thôi. Thanh Kiều, chào chị Thanh Kiều này. Chị lấy 6 cây để làm 2 chậu. Em ship cẩn thận cho chị nhé. Ok chị Thanh Kiều nhá. Trường Nguyễn, anh lấy 5 cây đủ màu. Anh cho số điện thoại luôn rồi đó. Ok anh Trường Nguyễn nhá. Nê Khương 5 cây này. Hoàng Yến 5 cây này. Huy Hoàng 5 cây. Vi Hà 10 cây. Tấn Dũng 8 cây. Tờ Riro anh lấy 15 cây. Em có bao ship không? Anh ơi Tờ Riro ơi, 15 cây thì cũng vẫn ship 50.000 đồng cho em nhé. Và các bác chia sẻ livestream thì em sẽ tặng cho các bác một nọ dưỡng hoa này. Mi Sen Đá 5 cây này. Lê Tuấn 5 cây này. Ai mua hàng thì chốt cho em số điện thoại kèm địa chỉ là lên đơn thành công nhé. Số điện thoại kèm địa chỉ là lên đơn thành công giúp em. Đấy, ai mua hàng Lê Tuấn anh lấy 5 cây nhé. Cây to đẹp em nhé. Không thì anh không nhận. Ok anh Lê Tuấn nha. Đảm bảo cho các bác là cây như hình và đang nụ nhỏ cho các bác chơi Tết nhá. Vòi hoa sẽ cao được cho em từ 60 phân đến 80 phân rồi. Đấy, các bác nhìn thấy em để đây là đã có nụ và nó cây cao tương đương với những cái cây hoa đằng sau rồi đấy ạ. Thì nó sẽ ra hoa nhá. Cái hàng này sẽ chơi chuẩn Tết âm lịch cho em. Nên là các bác chỉ cần để lại số điện thoại là em chốt đơn nhá. Nam Nguyễn 5 cây này, dáng sáng green. Anh lấy 20 cây. Có được giá xỉ không? 20 cây không được giá xỉ anh ạ. 20 cây vẫn 80.000 một cây giúp em nhé. Các bác phải lấy từ 100 cây thì em mới để các bác giá xỉ nhé. Tuyết Nguyễn 5 cây này. Trương Mỹ Hạnh 8 cây này. Ok chị. Các chị và các anh nhớ là cho em số điện thoại kèm địa chỉ nhé. Cho em số điện thoại kèm địa chỉ là lên đơn thành công này. Tạ Ngân 5 cây này. Phạm Vân 10 cây này. Quỳnh Bin 8 cây. Diệp Anh 5 cây này. Ninh Măn 5 cây này. Vũ Đức 5 cây này. Hương Đỗ 5 cây này. Nguyễn Tuyết 5 cây này. An Thảo An Hoàng 5 cây này. Đức Phước 10 cây. Trương Định Ninh 8 cây. An Bi 5 cây. Thư Ngố 10 cây này. Ai mà đang xem livestream chỉ cần để lại số điện thoại cho em là lên đơn thành công nhá. Chỉ cần để lại số điện thoại là lên đơn thành công thôi. Tại vì là nhiều khi comment nó bị trôi, em không thể đọc hết được comment của các bác ấy. Các bác để lại số điện thoại cho em là lên đơn thành công nhá. Giá là 80.000 đồng một cây và phí ship là 50.000. Ship từ 5 cây cả nhà nhá. Tổng một đơn là 5 cây là 450 và 10 cây là 850 giúp em này. 5 cây là 450 và 10 cây là 850 nhá. Ai mua hàng chốt cho em số điện thoại kèm địa chỉ. Chốt cho em số điện thoại kèm địa chỉ là lên đơn thành công nhá. Tiếp tục chốt đơn cho các bác tiếp nhá. Tiếp tục chốt đơn cho các bác tiếp này. Mi Nguyễn 5 cây này. Quỳnh Bùi 5 cây này. An Trần 5 cây này. Ok anh chị nhá. Các bác chỉ cần chốt cho em số điện thoại và địa chỉ là lên đơn thành công cho em. Số điện thoại kèm địa chỉ là lên đơn thành công. Có các màu hoa là hồng chớp, hồng phấn, trắng nhị đỏ, hồng, xanh, vàng kẻ, vàng, trắng chấm, hồng loang và hồng chấm nhá. Đấy, có 10 mặt hoa như cho các bác xem hình này. Đào Quang Kỳ 5 cây này, Thanh Đoàn 10 cây này, Tô Xuân, Nhờ Xuân Tô 10 cây này, Nam Trần 5 cây này. Các bác chỉ cần để lại số điện thoại cho em là lên đơn thành công nhé cả nhà nhé. Chỉ cần để lại số điện thoại cho em là lên đơn thành công. Ai mà không thấy em đọc tên ý, thì các bác chỉ cần để lại số điện thoại cho em thôi nhá. Đấy, chỉ cần để lại số điện thoại cho em là lên đơn thành công.